Thưa quý vị, hiện nay với sự vào cuộc tích cực quyết liệt của lực lượng cán bộ cơ sở, nhất là ban điều hành địa phương tại các khu dân cư, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố đã từng bước được kiểm soát và ngày càng cho thấy những dấu hiệu tích cực. Để tiếp tục đẩy lùi COVID-19, thì việc phát huy vai trò của lực lượng cơ sở, nhất là tinh thần trách nhiệm, tiên phong đi đầu của các cán bộ đảng viên tại địa phương trong công tác phòng chống dịch hiện nay là vô cùng quan trọng. Tham gia lực lượng phòng chống dịch tại địa phương ngay từ những ngày đầu, ông Trần Văn Hòa, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư Bình An 1B, phường Thanh Bình, quận Hải Châu đã cùng với các thành viên trong ban điều hành địa phương tổ chức chốt chặn, kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào và chăm lo tốt đời sống cho bà con tại đây. Chính vì vậy, mặc dù khu dân cư nằm trong vùng vàng, nhưng với sự sâu sát của ban điều hành địa phương, công tác phòng chống dịch tại đây vẫn được duy trì đảm bảo. Thực sự ra là khi mà thấy tình hình Covid nó xảy ra ở các tỉnh thành cũng như là ở thành phố mình thì tâm lý của người dân ở đây là cũng đã có chuẩn bị một cái tư thế sẵn sàng. Thế và khi trực chốt thì bà con cũng rất là chấp hành tốt và các cái thực hiện các cái người được phân công trực chốt này là làm việc rất là nghiêm túc, dứt khoát không để một ai đi ra đi vào không có lý do chính đáng. Qua những ngày thành phố căng mình phòng chống dịch, lực lượng cán bộ cơ sở ngày càng khẳng định vai trò quan trọng là yếu tố quyết định để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Trong đó, nhất là các cán bộ đảng viên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, tiên phong đi đầu, tham gia tích cực vào công tác phòng chống dịch tại nơi cư trú, là chỗ dựa vững chắc của người dân trên địa bàn. Đây cũng là điểm sáng luôn được Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Tiếp tục phát huy cái việc bố trí cán bộ đảng viên, rồi cán bộ công chức đương chức tham gia vào công tác phòng chống dịch ở địa phương. Cái việc này thì tôi đề nghị là nó trở thành cái nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ đảng viên và cán bộ công chức tham gia vào cái hoạt động ở địa phương. Và đây coi như là một trong những tiêu chí đánh giá cái thực hiện cái trách nhiệm của đảng viên gắn bó với lại nơi cư trú. Tuy thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh, nhưng nguy cơ tiềm ẩn những ca nhiễm trong cộng đồng vẫn còn đang hiện hữu. Chính vì vậy, tiếp tục đoàn kết và quyết tâm cao hơn nữa, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đóng góp công sức cùng cấp ủy đảng, chính quyền ngăn chặn không để dịch bệnh bùng phát, đang là nhiệm vụ đặt ra không chỉ đối với mỗi đảng viên, mà còn là nhiệm vụ của toàn dân, để mỗi gia đình, mỗi khu phố thực sự là một pháo đài vững chắc, sớm đẩy lùi COVID-19 trên địa bàn thành phố.